Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Đòi tiền hay đòi đất. Đòi tiền hay đòi đất các bạn ạ. Thì có một cái bạn đọc gửi trong để lại ở phía dưới của cái comment đó, và tôi quyết định tôi đạo diễn nó ra thành một cái video. Trong đó có cái nội dung là đòi tiền hay đòi đất. Thật ra video này có tên là hình sự hay dân sự cũng được ạ. Em chào chị, em nghe video của chị, em muốn hỏi chị. Em mua đất của người trong làng, đặt cọc, đòi giấy viết tay để chờ làm sổ đỏ. Nhưng anh ta lừa em, vì anh ta không có đất. Em kiện anh ta được không chị? Em mua đất của người trong làng, đặt cọc, đòi viết giấy tay để chờ làm sổ đỏ. Nhưng anh ta lừa em, vì anh ta không có đất. Em kiện anh ta được không chị? Thưa quý vị và các bạn, thì để mà trả lời cái câu hỏi này thì chắc chắn là tôi đưa ra cho quý vị và các bạn một cái trường hợp cụ thể. Ví dụ như vào khoảng năm 2015, cái bà A này, bà mới gặp cái ông B, và ông B nói với bà rằng là bà A ơi, tôi có một cái 500 mét vuông á, của tôi á, mà giờ tôi đang chờ làm sổ, giờ tôi bán 500 triệu, giờ bà, tôi đang chờ làm sổ ở ủy ban nhân dân xã đó, thì giờ tôi cũng kẹt tiền quá, thôi bây giờ giá đất là 500 triệu, thôi tôi bán cho bà 400 triệu, thôi giờ bà đưa trước cho tôi là 200 đi, đến khi nào là sổ ra thì hai bên ký công chứng thêm 200 nữa. Chị A chỉ nghe vậy, cũng được ha, tiền mình ở không làm gì, mà thôi được rồi, mình với anh này cũng quen biết. Thế là hai bên xác lập một cái giấy đặt cọc, trong đó có thỏa thuận về việc là anh B bán cho chị A, thật sự là hợp đồng đặt cọc đó, anh B chuyển nhượng cho chị A một phần đất. Chờ hoài chờ mãi không thấy anh B nói gì hết, thì chị A chỉ mới lên xã, cái xã mà nơi mà hai bên giao dịch là nói có đất, thì mới phát hiện ra anh B, anh nói là anh nói xạo, nhưng thực tế anh đâu có một miếng đất cắm dùi nào đâu, chủ yếu anh để anh lừa như vậy để ảnh đi lấy tiền của chị A thôi. Bây giờ luật sư sẽ phân tích cho quý vị và các bạn ha. Thứ nhất, với cái giấy đặt cọc đó, thì trong trường hợp đến nhà của anh B mà anh B không trả nợ, thì chị A có thể khởi kiện ở cái tòa án nơi cư trú của anh B. Trình bày nha quý vị và các bạn. Tòa ơi, tôi đặt cọc miếng đất nè, nhưng thực tế là không có đất gì đâu, anh này anh lừa tôi. Thôi thì tại thời điểm đó tôi đưa ảnh 200 triệu rồi, bây giờ tôi chỉ yêu cầu ảnh hoàn trả lại cho tôi 200 triệu. Yêu cầu lãi suất cũng được các bạn ạ. Đó là một cái vụ kiện dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền. Hai bên thỏa thuận bằng cái hợp đồng đặt cọc. Tại thời điểm đó là tôi với lại ông B đó thỏa thuận như vậy. Thôi giờ tôi không mua nữa, tôi cũng không có một cái ý kiến gì hết. Thôi giờ trả tiền tôi, tiền của tôi trả lại cho tôi. Hoặc trong trường hợp này, nếu trong trường hợp này chỉ cho rằng có động cơ rồi, không có đất mà bán cho tôi hả, giờ tôi đi tố cáo. Các bạn tố cáo cũng tại nơi công an điều tra. Công an điều tra của
cái nơi anh này đang cư trú các bạn, tại xã và sau đó đến huyện, mình làm một cái đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông này ông không có đất, nhưng thực tế ông có nói xạo với tôi rằng ông có đất. Ông nói là đất ông đang hợp thức hóa giấy tờ, hay là đất ông đang cho ai vay, hay sổ đỏ ông đang cấm ngân hàng, hay một cái lý do gì đó. Sự thật nha, cái lý do gì mà giữa thời điểm đó, giữa bạn này giao dịch với ông B đó, tôi cho rằng là anh con này có động cơ lừa đảo tôi. Nay tôi tố cáo anh này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ngoài cái việc mà tố cáo để cho anh đi tù, thì mình cũng phải yêu cầu anh trả về trách nhiệm dân sự, hoàn lại cho mình một cái số tiền, số tiền mà trước đây hai bên đưa giao nhận với nhau. Còn việc mình làm cái đơn tố cáo thì trong đơn tố cáo cái khúc đầu vẫn giống nhau các bạn ạ. Khúc đầu của đơn khởi kiện và khúc đầu của đơn tố cáo vẫn giống nhau, về tường trình lý do tại sao tôi lại gặp ông này và các bên đã đưa nhau số tiền là 200 triệu chẳng hạn. Cái nội dung đầu vẫn giống nhau. Tuy nhiên ở cái phần ở phía thứ hai thì nó sẽ khác. Nếu đơn tố cáo thì các bạn sẽ nói cho tôi lòng một hai cái ý. Cái ý thứ nhất đó là chúng ta sẽ đưa ra cái thông điệp. Tôi cho rằng đối với cái hành vi mà lừa không có đất mà nói có đất là lạm dụng tín nhiệm. Tôi người dân tôi không biết. Và cái ý thứ hai nữa là trách nhiệm bồi thường dân sự phải hoàn trả lại cho tôi cái số tiền trước đây. Kính thưa quý bạn đọc, đây là một cái câu hỏi khá hay mà tôi cũng mong muốn chúng ta khi xác lập một cái giao dịch về mua bán nhà đất thì chúng ta phải thật tỉnh táo. Các bạn biết không, chỉ có khi chúng ta thật tỉnh táo thì chúng ta mới có thể xuống tiền đặt cọc được. Trong cái việc mua bán bất động sản an toàn, luật sư vẫn nói rất là rõ với quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cho rằng khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải bảo toàn cái gốc các bạn ha. Nếu chúng ta mua một cái miếng đất đó là 2 tỷ để thời gian, để lướt sóng, để đầu tư thì chúng ta phải bảo toàn cái số tiền 2 tỷ đó. Chúng ta coi về mặt cái cơ sở pháp lý rồi chúng ta mới đi đến cái chuyện lãi một năm, hai năm, vài tháng, ba tháng lên 2 tỷ 3, 2 tỷ 4, thậm chí 4 tỷ các bạn ha. Đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn. Trong cái hướng dẫn về đầu tư bất động sản an toàn, tôi cũng có những cái hướng dẫn về mua bán nhà đất. Hy vọng với những cái kiến thức pháp lý, kiến thức về cách nhìn của một sổ hồng, sổ đỏ, cách nhìn của một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, giúp cho quý vị và các bạn hiểu thêm, để trong khi chúng ta ngoài cái việc chúng ta giải quyết tranh chấp hỏi ý kiến luật sư thì chúng ta có thể đưa ra một cái thông điệp rằng là chúng ta đầu tư nữa. Trong chương trình này thì tôi cũng thấy rằng là có rất là nhiều anh chị có nhu cầu mà muốn chuyển nhượng đất, muốn bán đất. Đồng thời cũng có những cái anh chị nào cần mua đất. Thì tôi đang sinh sống và làm việc tại huyện Củ Chi. Nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái nhu cầu cần hỏi về tính pháp lý của giấy tờ này thì tôi sẽ giúp cho anh chị miễn phí. Và nếu như trong trường hợp quý bạn đọc, quý độc giả, những ai có nhu cầu về chuyển nhượng đất, nói chung là bán đất ở Củ Chi, thì cũng hãy liên hệ với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc và liên hệ trực tiếp với tôi là luật sư Thu Đoàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái
dông dài, nhưng mà đó là những cái câu chuyện đi từ trái tim đến trái tim à, các bạn ạ. Tôi cũng không có được đọc học qua một cái khoa làm diễn giả, tôi cũng không học được cái khoa là gọi là làm truyền hình. Tuy nhiên bằng một cái sự cần mẫn và một cái sự cố gắng, tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu thêm kiến thức pháp luật Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn.